Thúy Ngân thả dáng sang chảnh, nói một câu netizen nhiệt liệt tréo gọi Trương Thế Vinh. Mới đây nhất, Thúy Ngân tiếp tục khiến netizen đứng ngồi không yên khi khoe khoảnh khắc bầu dáng đầy sang chảnh bên ô tô. Cụ thể, Thúy Ngân đăng tải những hình ảnh mang hơi hướng retro với combo áo crop top cùng quần short hay chân váy, khoe trọn đôi chân dài và vòng eo nụt nà. Đặc biệt, các trang phục nữ diễn viên đa tài sử dụng đến từ nhà mốt danh tiếng không chỉ gây chú ý với set đồ đắt đỏ, người đẹp còn khiến fan bấn loạn khi thả thính. Dạo này không còn khả năng edit ảnh, đã mờ lại còn lem. Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, Thúy Ngân cũng khoe bức ảnh khác đang cầm lấy ô tô kèm dòng nội dung "Ai nhận làm tài xế cho tôi không?". Ngay lập tức, netizen đã réo gọi Trương Thế Vinh tin tin đồn của Thúy Ngân vào bài đăng. Được biết, năm vừa qua là một năm thăng hạng với Thúy Ngân. Cụm từ hoa săn mồi, biệt danh của người đẹp lan tỏa khắp nơi như minh chứng cho độ hot của nữ diễn viên đa tài. Thời gian gần đây, Thúy Ngân dành toàn tâm toàn ý cho vai diễn điện ảnh quan trọng nhất trong năm nay, mật danh 88. Bên cạnh đó, từ giờ đến cuối năm, Thúy Ngân sẽ tiếp tục phủ kín truyền hình với loạt dự án. Chương trình truyền hình thực tế hứa hẹn sẽ mang đến diện mạo rất khác.